Chào tất cả các em học sinh. Chúng ta cùng nhau qua một bài mới nhé. Đó là bài số 10, làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm anatomy. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần mềm anatomy. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại bài cũ một chút xíu ha. Đó là bài về cái câu lệnh điều kiện cũng như cách thức mà chúng ta sử dụng câu lệnh điều kiện. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện. Khi kết quả kiểm tra là đúng, ta nói điều kiện được thỏa mãn. Còn khi kết quả kiểm tra là sai, ta nói điều kiện không thỏa mãn. Điều kiện và phép so sánh. Phép so sánh cho chúng ta kết quả đúng, có nghĩa điều kiện được thỏa mãn. Ngược lại thì điều kiện không được thỏa mãn. Và điều kiện thường được biểu diễn bằng các cái phép so sánh. Cấu trúc rẽ nhánh. Cấu trúc rẽ nhánh cho phép thay đổi thứ tự, thực hiện tương tự các bước trong thuật toán. Và cấu trúc rẽ nhánh thì gồm có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Câu lệnh điều kiện thì trong các ngôn ngữ lập trình, cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng câu lệnh điều kiện. Và chúng ta có câu lệnh điều kiện dạng thiếu là if điều kiện then câu lệnh chấm phẩy, và câu lệnh điều kiện dạng đủ là if điều kiện then câu lệnh 1 else câu lệnh 2 chấm phẩy. Và chúng ta có thể sử dụng các cái câu lệnh điều kiện if then lồng nhau ha. Ví dụ như là if then rồi else if rồi then rồi cuối cùng là else chẳng hạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ qua bài mới. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng cái phần mềm anatomy như thế nào nè. Trong cái bộ môn sinh học giải phẫu cơ thể người thì người ta thường dùng hình ảnh hoặc mô hình để học sinh quan sát, và qua đó thì bài học nó sẽ trở nên sống động và dễ hiểu hơn. Theo em, với những cái mô hình như vậy thì mình có thể làm được gì? Quan sát chi tiết bằng cách phóng to, thu nhỏ được hay không nè? Xoay cái mô hình để quan sát từ nhiều hướng, từ các bộ phận của cơ thể người. Quan sát từ bên ngoài hoặc từ bên trong các bộ phận cơ thể người. Tháo rời hoặc lắp ghép các bộ phận đó. Thì trong bài này, chúng ta tìm hiểu về giải phẫu cơ thể người với phần mềm mô phỏng anatomy. Và phần mềm này thì đáp ứng tất cả các cái điều nói trên. Rồi, một nhỏ, cùng làm quen với phần mềm anatomy. Thì khi khởi động phần mềm thì màn hình có hai nút lệnh, đó là nút lên, nút học và exercise, là nút bài tập. Thì khi mà chúng ta muốn tìm hiểu học thì chúng ta nháy vào nút lên để xem và học chi tiết giải phẫu cơ thể người. Màn hình nó sẽ có dạng như sau. Đó, một cái nút là nút lên, đúng chưa? Một cái là nút exercise. Rồi, đầu tiên chúng ta nhìn thấy chúng ta nháy chuột vào nút lên thì chúng ta sẽ thấy có một cái hình như thế này xuất hiện. 8 cái hệ ở trong cái cơ thể người. Hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ xương, hệ cơ và hệ sinh dục. Đó, các hệ giải phẫu ở cơ thể người. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu hệ xương nhé. Chúng ta nháy chuột vào cái biểu tượng bàn tay ha, để tìm hiểu về hệ xương của con người. Đó, đây là cái màn hình. Nút quay về màn hình chính. Nút quay về cái màn hình lên. Đây là hình mô phỏng. Đây là thanh trượt phóng to, thu nhỏ hình mô phỏng. Thao tác trực tiếp trên hình mô phỏng. Chúng ta có thể dịch chuyển mô hình lên xuống trên màn hình bằng cách kéo thả chuột theo chiều thẳng đứng. Xoay mô hình xung quanh trục của mình, kéo thả chuột theo chiều ngang từ trái sang phải và ngược lại. Phóng to, thu nhỏ mô hình mô phỏng. Chúng ta di chuyển nút tròn trên thanh trượt hoặc dùng nút cuộn của chuột. Bằng các thao tác trên thì em có thể xem chi tiết một phần hay bộ phận nào của hệ xương con người mà ta muốn khám phá. Rồi, các thao tác trực tiếp trên hình mô phỏng này chúng ta thấy nè. Mô phỏng chi tiết một số bộ phận của hệ xương. Ví dụ như chúng ta phóng to, thu nhỏ lên thì chúng ta thấy là các cái xương sườn, xương chậu hay xương đầu gối, chân. Khi mà chúng ta muốn xem cái hệ xương cùng với các hệ khác thì chúng ta có thể bổ sung các hệ khác vào cái hình mô phỏng. Rồi ở đây ví dụ như chúng ta đang chọn là hệ xương. Đó. Chúng ta có thể bổ sung các hệ cần xem bằng cách là vào cái dấu cộng này. Các hệ được chọn sẽ đổi màu trên cái bảng chọn. Rồi, chúng ta nháy chuột đồng thời để xem hệ xương và hệ tuần hoàn. Ha, chúng ta nháy chuột đó, chúng ta vừa thấy hệ xương, chúng ta vừa thấy được cái hệ tuần hoàn. Quan sát chi tiết các hệ giải phẫu cơ thể người. Có thể quan sát và xem kỹ thông tin chi tiết vào từng cái bộ phận. Nháy chuột vào bộ phận chúng ta muốn quan sát thì cái bộ phận nó sẽ đổi màu.
À, để hủy việc này thì mình nhấy đúp chuột ở bên ngoài cái khu vực có mô phỏng. Đó, khi chúng ta muốn quan sát một cái bộ phận nào đó cụ thể và chi tiết thì chúng ta nháy chuột vào, bộ phận nó sẽ đổi màu. Sau khi tìm hiểu xong một cái bộ phận nào đó, mình có thể ẩn cái bộ phận này khỏi mô hình. Ở chức năng này cho phép ta quan sát được các bộ phận ở bên trong, các cái bộ phận khác. Chúng ta qua hệ cơ. Nháy chuột vào biểu tượng có dòng chữ Muscular System ở màn hình lên. À, thì chúng ta sẽ thấy cơ được cấu tạo bám vào xương, có chức năng co giãn để làm xương chuyển động. Khi tìm hiểu hệ cơ nên cho hiển thị cùng với hệ xương để quan sát được chính xác hơn. Ở đây chúng ta thấy mô phỏng chi tiết một số bộ phận của hệ cơ. Rồi, bây giờ chúng ta qua hệ tuần hoàn nhé. Mình sẽ nháy chuột vào biểu tượng có dòng chữ Circulatory System ở màn hình lên. Hệ tuần hoàn với chức năng chính là giúp tim lưu thông máu đi khắp cơ thể để nuôi từng tế bào. Rồi, đây là cái hình mô phỏng hệ tuần hoàn. Trái tim nè, đó, chức mô phỏng hệ tuần hoàn. Sử dụng các chức năng chính của phần mềm thì em có thể tìm hiểu được cái cấu tạo hoạt động quả tim của con người. Đây chính là cái hình để cho chúng ta tìm hiểu cái cấu tạo quả tim con người. Tim người được chia làm hai phần riêng biệt, vách ngăn trái và vách ngăn phải, với mỗi bên lại chia làm hai ngăn trên và dưới. Do vậy, có thể hình dung trái tim con người được chia làm bốn ngăn. Hai ngăn trên được gọi là tâm nhĩ, trái, phải. Hai ngăn dưới được gọi là tâm thất, trái và phải. Chức năng mô phỏng hệ tuần hoàn. Chức năng này sẽ đưa ra một bộ phim hoạt hình mô tả chi tiết toàn bộ hoạt động của vòng tuần hoàn trong cơ thể con người. Chúng ta nháy nút ở mũi tên này để bắt đầu ha. Chúng ta qua hệ hô hấp. Hệ hô hấp có chức năng đặc biệt là làm giàu oxy trong máu thông qua trao đổi chất với bên ngoài, ví dụ là hít thở không khí. Thông qua hít thở thì hệ hô hấp sẽ lấy oxy trong không khí và đưa vào máu, sau đó lấy CO2 trong máu để thải ra ngoài không khí. Rồi. Hệ hô hấp thì gồm khoang mũi, yết hầu, thanh quản, khí quản và các phế quản, phế nang trong phổi. Phổi thì gồm bao gồm màng phổi bên ngoài, hai lá phổi bên trong. Phổi được bảo vệ trong lồng ngực bởi vậy các cái xương sườn. Chúng ta nhìn các bộ phận của hệ hô hấp ha. Chức năng mô phỏng hoạt động của hệ hô hấp. Ở đây chúng ta có một cái chức năng, nó sẽ mô phỏng cái hoạt động của hệ hô hấp. Hoạt động của hệ hô hấp từ lúc hít thở không khí cho đến nạp thành công oxy vào máu và thải CO2 ra ngoài. Chúng ta sẽ theo dõi. Hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa có chức năng chính là tiếp quản thức ăn từ miệng và tiêu hóa, hấp thụ, biến thức ăn thành năng lượng đi nuôi cơ thể. Rồi, mô phỏng hoạt động của hệ tiêu hóa. Các bộ phận ở phần khoang miệng nè. Và các bộ phận ở phần khoang bụng. Có thể tóm tắt chức năng chính của hệ tiêu hóa của người như sau. Thức ăn đưa vào miệng, sau đó quá trình chuyển hóa cơ học và hóa học, hấp thụ dinh dưỡng và thải phân ra ngoài. Chúng ta qua hệ bài tiết. Hệ thống bài tiết có chức năng thải các chất độc ra bên ngoài cơ thể. Hệ thống này bao gồm thải khí CO2 thông qua hít thở, thải mồ hôi qua da và thải nước tiểu qua thận. Rồi, chúng ta thấy nè, mô phỏng hệ bài tiết ha. Để quan sát rõ hơn, có thể hiển thị hệ bài tiết cùng với các hệ khác. Ví dụ như hình A là chúng ta quan sát hệ bài tiết và hệ tuần hoàn. Hình B là hiển thị hệ bài tiết, hệ tuần hoàn và hệ xương. Hệ thần kinh.
Hệ thần kinh của con người được chia làm hai phần. Hệ thần kinh trung ương gồm não và tủy sống. Hệ thần kinh ngoại biên gồm các dây và mạch thần kinh tỏa ra đi khắp các cơ thể. Ở hình 2.20 mô phỏng hệ thần kinh, chúng ta thấy có não, tủy sống, các dây và mạch thần kinh. Chức năng mô phỏng hoạt động của một phản xạ thần kinh không điều kiện. Chúng ta nháy nút để xem mô phỏng nha. Rồi chúng ta cùng xem video nha. Chúng ta thấy có learn và exercise thì chúng ta chọn vào learn. Đó, đây mình thấy có 8 cái hệ. Hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ xương, hệ cơ và hệ sinh dục. Rồi, giả sử chúng ta nháy chuột vào hệ xương để chúng ta quan sát. Thì mình có thể dịch chuyển mô hình mình lên xuống trên màn hình, kéo thả chuột theo chiều thẳng đứng là lên xuống. Hoặc là xoay mô hình xung quanh trục của mình, kéo thả chuột theo chiều ngang từ trái sang phải và ngược lại. Phóng to, thu nhỏ hình mô phỏng, mình di chuyển nút tròn trên thanh trượt hoặc dùng nút cuộn của chuột. Đó. Đây là chúng ta đang quan sát hệ xương của phóng to ra để mình quan sát cho dễ. Mình có thể bổ sung thêm các hệ khác vào hình mô phỏng bằng cách là chúng ta sẽ nháy vào nút dấu cộng. Rồi, đây nè, chúng ta thấy nè, chúng ta đang quan sát hệ xương nè, đang xem. Bây giờ mình có thể quan sát những cái hệ khác cùng với hệ xương, mình sẽ nháy chuột để mình quan sát. Đó, mình đang quan sát thêm một số cái hệ khác như hệ tuần hoàn, hệ bài tiết. Và mình quan sát thêm hệ cơ. Rồi giả sử mình qua một cái hệ khác, hệ tiêu hóa chẳng hạn. Rồi mình quan sát chi tiết hệ giải phẫu cơ thể người. Thì mình có thể nháy chuột vào cái bộ phận mình muốn quan sát, thì bộ phận này nó sẽ đổi màu. Và muốn hủy việc này thì chỉ cần nháy đúp chuột bên ngoài khu vực có mô phỏng thôi. Đây chúng ta đang quan sát chi tiết từng phần, nó từng cái bộ phận nhỏ của một cái hệ. Rồi, chúng ta quan sát tiếp một hệ khác. Đó, mình muốn quan sát cụ thể cái hệ nào đó. Rồi. Đây là cái phần exercise bài tập ha. Các em có thể làm bài tập ở cái phần exercise này. Rồi và mình thoát thì mình nhấn thoát bình thường thôi. Rồi, chúng ta qua phần bài tập nhé. Câu số 1, em hãy cho biết chức năng chính của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và hệ bài tiết. Câu số 2, em hãy tóm tắt chức năng chính của hệ tiêu hóa của con người. Câu số 3, các thao tác trực tiếp trên hình mô phỏng là gì? Và câu 4 là mình xem thêm các bài tập trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ cô sẽ tóm tắt cái bài học này cho mình. Các chức năng chính của phần mềm Anatomy là quan sát chi tiết mô hình, quan sát từ nhiều hướng, quan sát từ bên ngoài hoặc từ bên trong các bộ phận cơ thể người, tháo rời hoặc lắp ghép các cái bộ phận, các hệ giải phẫu cơ thể người, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ xương, hệ cơ và hệ sinh dục. Khởi động phần mềm, màn hình có hai nút lệnh lên và exercise. Chúng ta nháy nút lên để vào xem và học chi tiết giải phẫu cơ thể người. Các thao tác trực tiếp trên màn hình mô phỏng. Dịch chuyển mô hình lên, xuống trên màn hình. Xoay mô hình xung quanh trục của mình, phóng to, thu nhỏ hình mô phỏng và bổ sung thêm các hệ khác vào hình mô phỏng thì chúng ta nháy chuột vào nút dấu cộng. Để quan sát chi tiết hệ giải phẫu cơ thể người thì chúng ta nháy chuột vào bộ phận muốn quan sát, bộ phận sẽ đổi màu. Và để hủy việc này thì mình nháy đúp chuột bên ngoài khu vực có mô phỏng. Rồi, chúng ta xem video nhiều lần để hiểu về cái phần mềm này cũng như là hiểu cách thức hoạt động của các hệ nha. Chép bài ở phần tóm tắt bài học, mình ghi nhớ bài học. Làm bài tập 1, 2, 3 ở phần bài tập trong video và vở trang 28 trong video. Và mình nghe theo hướng dẫn của giáo viên trong suốt quá trình học tập nhé. Chào tất cả các em. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.